Thì bên quán anh làm á, tối nay có việc quan trọng lắm. Anh xin nghỉ, nhưng mà quản lý nhất quyết bắt anh phải đi làm. Chào em, chào anh. Thằng sĩ tới rồi hả? Tôi có chuyện muốn nói với Yến. Tại sao lúc đó cô lại quát tôi hả? Anh là cái quái gì mà bắt tôi phải sống thế này thế nọ chứ? Anh không thấy chính anh mới là người quá đáng à? Vô duyên. Tắc lắm. Anh mệt lắm rồi ấy. Hay là để mai đi được không em? Em không biết. Anh thích làm nào thì làm. Ôi trời. Chào Trúc. Ôi, chân dung của chú rể tương lai kỳ thế này, méo xẹo vậy hả? Tao hỏi mày nhá, váy cưới thì cái nào nó chẳng như nhau đúng không? Nó hở chỗ này một tí, hở chỗ kia một tí, rồi xòe ra như cái nơm, thế là xong rồi. Thế mà đi hàng trăm tiệm váy cưới rồi không chốt được một cái nào cả. Cố cưới như thế, ăn vẹt cả mồm ra, xong lại chê nhạt với mặn. Động đến thì dỗi. Mật ong của tao càng giỏi càng thơm ngon. Không phải mày từng bảo thế à? Từ cái hôm mà chuẩn bị cưới thì mật ong nó biến thành mướp đắng rồi, đắng ngắt rồi. Thôi cố lên. Là đám cưới xong á, mày sẽ cảm nhận được stress tiền hôn nhân chẳng là gì cả. Thật à? So với stress hậu hôn nhân. Ôi trời ơi. Mấy hôm nay đấy, mệt dã man luôn. Ban ngày thì đau đầu căng thẳng vì cái quả mướp đắng. Đêm về thì không ngủ được. Toàn mơ đó. Cái quả mướp đắng đó dã man thật nha. Mơ mà cũng vào nữa. Mơ về Yến. Thế mới chết. Yến á? Yến nào nhỉ? Có phải Yến trong miền Nam không? Yến đấy. Yến hồi bên Sinh à. Chịu thôi. Lúc đó mà yêu đương tung trời lên sao tôi nhớ được chứ. Bậy nào. Hồi đấy tôi chỉ có mỗi quả Yến đấy thôi nha. À nhớ rồi, nhớ rồi. Chính là cái cô gái mà khiến cho mày giống như là ăn trúng phải cái gì đó. Như thằng đồ tình đó đúng không? Tuổi trẻ yêu vào thì thằng nào chả hâm như thế. Mà trong cái ác mộng đó Yến có làm gì mày không? Làm gì soi kinh thế? Hoàng Yến. Anh Phong à? Alo. Anh Phong à? Không biết là anh Phong hôm qua mấy giờ mới làm xong nhỉ? Em say được mấy giấc nồng rồi đến 4 giờ anh ấy mới về. Xong rồi sáng nay ra phải hết sức rón rén nhỏ nhẹ cho anh ấy ngủ thêm đấy. Kể ra sếp giao deadline cũng căng nhỉ? Ngay từ đầu tôi đã ngửi thấy sếp này có cái mùi củ chuối rồi mà bà cứ không tin cơ. Người gì đâu mà ích kỷ, chỉ biết nghĩ cho bản thân mình. Rất thích phô trương thể hiện quyền lực. Phải thêm một tí lạnh lùng độc đoán nữa. Mà nói chung á, nhìn là đã thấy không có một tí thiện cảm nào với anh em mình rồi. Này, đừng để vẻ bề ngoài đánh lừa. Bình thường á, nhìn cứ cười cười nói thế thôi, có khi sang tuần đuổi thẳng cổ mình luôn ấy. Chuẩn. Quả sếp mới này không bao giờ bao bọc mình được như anh Phong luôn. Mà này, bây giờ anh mình lên làm sếp có phải là đẹp không? Tự dưng phải hay quả đâu về, chả hiểu. Này,
trước khi bị sếp đuổi, cần phải làm cho sếp mất ghế mới được. Lại nữa à? Tôi thấy ông còn ngáo hơn tôi ấy. Bố ơi, bố dậy ăn thìa cháo, còn uống thuốc của bác sĩ Tuyên mới kê ạ. Không uống, để cho con trẻ ra nhé. Nó đến nó mắng thằng Hỏa Mặt mà không biết dơ. Bố không hiểu sao hai bố con nhanh mặt cứ trơ ra thế.